giờ nó điều chỉnh rồi nè. Hai bể ốp, hai xịt tiên.
Gì đó anh Văn chuẩn bị hết rồi. Ngọt luôn mày. Rồi. Sao nó không bay ốp chuẩn tao mà nói như ngày hai này uống bia nè, bắt cặp nè, cặp nước ngọt, cặp nước ngọt. Đấy, đấy. Cặp nước ngọt. Cặp mà. Ủa sao mà uống cho tin nữa? Nó không uống bia nữa mà. Để hai chơi thì tin nữa là hai chơi thì tin nữa. Để cái đi, để cái đi. Đúng rồi, rồi chơi đi. Con nhớ của hôm cái thời nó không uống bia nữa không? Dạ. Đó. Nói anh uống bia anh sáng cho đủ mấy cái gớt làm găng luôn. Bữa kêu xuống nhậu đâu nhậu thời nó uống bia nữa. Cho nên nãy giờ đâu dám nó thèm bia muốn chết mà đâu dám uống. Cho nó uống bia giờ đi nó còn nhỏ đừng cho nó uống. Đừng sao mày. Không cho mày uống chứ phải là mày uống mới muốn uống. Từ đâu tới là nó không được uống bia nữa đó. Ừ. Từ đây sắp tới là tiệc tùng là không có cho nó uống bia. Sao xạo bữa hổm chưa xuống con uống uống nước ngọt. Không uống nha. Đó hôm nay nó xạo thiệt. Bữa sáng là nó là xạo láo và lẻo lự. Cái tên chở nó đang cầm chén ớt lên rồi. Là hái ổi ăn. Ăn xong rồi tới lần này làm đổ chén bể luôn. Là ngày hôm nay ăn. Bữa nay nó có hái ổi sao? Ủa nó cóc. Nó cóc hả? Ăn cóc. À tao thấy mẹ ăn cóc. Ăn trái cóc. Ăn này bẻ cóc. Mày mà đi ngoài đường giao đường chơi dễ ăn đòn. Muốn láo mà xạo, muốn lẻo lự cái gì nói cũng được. Châm nước vô. Ở với thầy không bị ăn đòn chứ đâu. Ở thầy. Ở với ta đang dạy khôn lên chứ. Đi ra đường cỡ mày đụng má lúc nào cũng đau mắt. Chứ chứ sao đau mắt rồi. Xạo vô quỷ. Đúng rồi. Không nói cũng được. Trình in như vậy luôn mà vẫn còn chối. Có bao giờ trứng tan trứng luôn mà vẫn còn chối nó đừng nói. Rót nước vô đi em, rót bia vô đi em. Cho nó xin chân chanh với chân đường. Đồ á, cho là hai anh đi uống bia. Uống nước ngọt nè. Lạc loài. Nước ngọt nè. Đâu gió mà gió mạnh rồi nó bay. Bay luôn mấy sư bộ. Ơ gì cái này bay gì? Giờ đây là nó được che đóng tường kia kìa. Nó coi mấy cái hộ mấy cái trình. Nào bảo kìa, con Sài Gòn. Không, mà cái này nó được che đóng tường kia rồi. Đây mà nó còn giật lên đụ mới búng góc luôn mấy này cái địa gì. Cái này nó làm thấp mình cao để khi mà mưa là nó lùa lại thôi. Mưa nhỏ thì nó che được chứ đụ nó mưa lớn thì sợ. Rớt nha anh em. Tôi ra đó cho anh rồi. Vô cơ. Còn lên đây nước ngọt không có à. Vô đi cơ. Dạ. Dạ. Cho em 2 lắm không? Ở với tao. Ở với tao là chỉ có đụng có rõ ràng 1-1-2-2 chứ phải đụng có sao sao. Đá cái ly nữa kìa. Rồi giờ ngồi đó à. Có bà thiếu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
càng đó nè, thấy không? Để xem đổi cho ai, đổi cho mày xem nào. Cho nghe xe qua đây cho anh viên nướng cái gì đang làm kém nhất nè, mày mà khôn như nó là cũng đâu có bị đâu. Có ớt gì vậy? Không có cây.